Câu hỏi tiếp theo là có vị hỏi là bây giờ cái người sắp qua đời đó thì nên tụng kinh gì và thủ tục như thế nào? Thì sư chỉ nói một cách ngắn gọn như thế này. Người sắp qua đời, thứ nhất nên trấn an họ. Cái giờ đó không phải là giờ mà mình tới mình ê a mình tụng kinh, không phải. Giờ đó phải là giờ mình tới thì mình trấn an họ. Trấn an cách nào? Thứ nhất, chuyện gia đạo không cần phải lo. Thu xếp xong hết rồi, chuyện gia đạo không cần phải lo. Chuyện vợ chồng con cái không cần phải lo. Nếu cần thiết, người vợ hoặc người chồng có thể hứa là anh hoặc em cứ yên tâm, chết rồi không đi bước nữa. Cái này là trong kinh có là một ông chồng ông chuẩn bị chết, bà vợ bà nói là anh cứ yên tâm là anh chết em không đi bước nữa. Ông vui quá ông khỏi chết luôn đó. Rồi nếu như mà có những cái người thân ở trong gia đình mà họ buồn họ khóc tại vì người chuẩn bị đi mà, thì có thể họ thương tiếc, nhưng mà nhớ dặn họ có thương tiếc gì đi ở chỗ khác, không phải chỗ này. Tại vì quý vị phải biết là khi mà người chuẩn bị họ chết mà họ còn luyến tiếc gia đình, họ chắc chắn họ phải đi sa đọa, không tránh được. Thành ra mình thương người ta, thành ra mình hại người ta, mình ngồi đó mình khóc là mình hại người ta, người ta đi không được là sa đọa. Một cái nữa là nếu như mà trước đó họ đã từng học đạo thì mình coi coi là họ đã thực hành cái phương pháp nào và mình hướng dẫn họ thực hành theo phương pháp đó. Ví dụ như trước đó họ thực hành tứ niệm xứ thì mình nhắc nhở họ quay trở lại đề mục tứ niệm xứ. Nếu mà lúc đó họ trước đó họ tu tập đề mục tùy niệm Phật thì mình hướng dẫn họ quay trở lại đề mục tùy niệm Phật. Nếu mà trước đó họ tu tập cái đề mục tâm từ thì bây giờ mình hướng đến cái đề mục tâm từ. Và chúng ta nên nhớ như thế này. Chúng ta có ba khuynh hướng tâm lý. Thứ nhất là người trí mạnh. Thứ hai là người định mạnh. Thứ ba là người đức tin mạnh. Và nếu như với cái người mà mình không có rõ, thứ nhất là mình không có rõ họ là thuộc cái khuynh hướng tâm lý nào. Cái thứ hai là với cái người mà cái khuynh hướng tâm lý của họ cũng không có rõ ràng, thì trong trường hợp đó đức tin là mạnh nhất. Và với cái người đức tin mạnh á, mình nên hướng dẫn họ có một nơi để họ nương nhờ. Ví dụ như họ nương nhờ nơi Đức Phật. Một vị hòa thượng thì một trong những vị gọi là tổ của Phật giáo Nam Tông, thì vị đó nói như thế này. Tại vì sư không nhớ tên của vị đó, mà vị đó nói như thế này: cả một đời tu tập nhưng mà đến cuối đời rồi thì chỉ còn có mỗi cái đề mục niệm Phật thôi. Tại vì tới cuối cùng mình nằm trên giường bệnh chuẩn bị chết thì lúc đó tự nhiên cái đề mục niệm Phật nó mạnh nhất, thì lúc đó tự nhiên nương tựa Phật nó dễ hơn. Và sư lặp lại là muốn biết cái đề mục tùy niệm Phật như thế nào thì vui lòng xem lại bài sư đã hướng dẫn quý vị, chứ không phải lúc đó mà mình ngồi mình réo tên Phật thì không có nên. Sư từng có kinh nghiệm hướng dẫn một cái vị cận tử, thì gần như là nói không được. Và sư hướng dẫn nói là thứ nhất đầu tiên phải nhìn nhận một cái sự thật là mình chuẩn bị chết, chuẩn bị ra đi. Nếu như mà mình không chấp nhận được sự thật này đó thì mình đi không nổi, tại mình không muốn chết. Phải chuẩn bị sự thật là mình chuẩn bị mình đi. Nhưng mà bây giờ mình đi như thế nào?
Sư mới hướng dẫn chú đó là bây giờ mấy cái chuyện gia đình để hết qua một bên, nó không quan trọng nữa. Tại bây giờ mình không cần quan trọng chuyện gia đình nữa. Ráng nhớ nương nhờ nơi Đức Phật. Đức Phật là nơi nương nhờ. Hãy đặt hết cái niềm tin mình vào Đức Phật. Đức Phật Ngài đã giác ngộ và Ngài đã chấm dứt cái sự đau khổ. Bây giờ hãy nương tựa nơi Phật. Nương tựa nơi Phật thì mình không còn đau khổ nữa. Và nhớ nè, Chư Tăng lúc nào cũng ở bên cạnh chú hết. Nhớ, Chư Tăng ở bên cạnh chú, không việc gì phải lo. Và trước khi đi á, thì sư có đem theo cái một cái y vai trái của sư mà sư xả ra. Và sư đắp cho chú đó, đắp như một cái mền đắp ấm, đắp cho chú đó. Và sư dặn đây, y Chư Tăng đắp, nhớ Chư Tăng lúc nào cũng bên cạnh hết á, đừng có lo, không có lo lắng cái gì hết trơn, đừng có lo gì hết. Thấy cái gì cũng không sao hết, nghe cái gì cũng không sao hết. Nhưng mà nhớ nương tựa nơi Phật nha. Chỉ có Phật nương tựa nơi Phật, không nương tựa ai hết, nương tựa nơi Phật. Và đừng có lo, có Chư Tăng ở đây. Và đương nhiên chú đó, khi mà ra chuẩn bị đi về thì sư có dặn cái người anh em của chú đó là có cái gì thì cứ báo liền cho sư, đừng giờ nào cũng được hết trơn á. Nhưng mà chú đó không báo, thì tới ngày hôm sau thì mới báo là quay trở lại để mà tụng đám ma. Thì khi mà tới thì chú đó mới nói là Chư Tăng đi được cỡ 20 phút thì ảnh bắt đầu ảnh nhìn lên cái hình Phật, và giống như là một cái người buồn ngủ. Họ cứ tưởng là một người bệnh như ảnh thì sẽ đau khổ hoặc đau đớn ghê lắm, nhưng mà họ không ngờ luôn, mà họ không ngờ là ảnh giống như ảnh buồn ngủ, ảnh díp mắt lại, ảnh ráng anh mở mắt giống như cái người mà ráng mở mắt nhưng mà buồn ngủ quá chịu không nổi. Thì nó liệm dần và ảnh đi rất là nhẹ nhàng. Thì đối với cá nhân sư thì sư xem đó là một trường hợp hộ niệm thành công. Còn phải nói cái giờ đó không phải là cái giờ mà đè đầu nhỏ ra mà tụng chú rồi tụng kinh ê a mà nhỏ không hiểu cái gì hết thì sư không ủng hộ. Mà thậm chí có vị thì phải nói là vị đó kêu là bây giờ mở cái bài kinh mà vô thường khổ vô ngã, cái bài chủ nhật, cái bài dài thiệt là dài, ngồi đó mà tụng. Thì phải nói mình ông thầy tu mình tụng mình còn buồn ngủ mà nói chi Phật tử. Mà giờ đó người ta đã hấp thối, ta ngáp lên ngáp xuống rồi mà mình còn chơi cái bài đó nữa là thua. Sư không ủng hộ chuyện đó. Đối với sư hộ niệm là phải như vậy. Còn đối với trường hợp một người không biết đạo là gì hết thì mình còn một cách nữa, đó là nhắc họ nhớ về những cái việc tốt mà họ đã làm. Đó là những cái chuyện mà hồi xưa mà họ đã làm, bây giờ nhắc lại để họ nhớ. Thì khi họ chết bằng cái tâm lành đó, ít nhất họ cũng có cơ hội họ đi lên. Nhưng mà những cái việc thiện đó, nên nhắc cái việc thiện nào mà họ ấn tượng mạnh. Đặc biệt là những cái việc thiện liên quan tới Tam Bảo. Và chuyện này phải nhớ nè. Người cận tử họ sẽ thấy 2 trường hợp. Thứ nhất là họ sẽ thấy lại những hành động đặc biệt nào đó ở trong kiếp sống của họ. Ví dụ như cái người mà đồ tể, người giết heo, thì lúc đó họ sẽ thấy cái cảnh mà cắt cổ tộc tiết heo, cái cảnh mà làm heo. Và cái đối tượng là ảnh, cái người đồ tể. Lúc đó người đồ tể sẽ đóng trong vai trò một con heo và sẽ tái diễn lại cái cảnh mà bị người ta chọc tiết. Cái thứ hai, hoặc là nếu như đó là một vị thầy giáo thì có thể lúc đó là thấy là cái cảnh mà phấn trắng bảng đen, những cái gì mà ấn tượng đối với họ. Cái thứ hai là thấy cái cảnh giới mà họ sắp tới. Ví dụ như cái người chuẩn bị xuống địa ngục, họ có thể thấy lửa địa ngục. Thì cái chuyện quan trọng như thế này nè, mình phải trấn an họ. Nhớ thấy cái gì cũng là ảo,
ảo giác thôi, ảo thôi, đừng có để ý. Thấy cái gì, nghe cái gì cũng đừng có để ý. Đương nhiên nếu mà họ thấy cõi trời thì thôi, thì khỏe, lúc đó là mình thôi ra ngoài uống nước, khỏi cần phải lo nữa, họ thấy cõi trời mà. Nhưng mà nếu như mình họ thấy những cái gì họ sợ, trấn an họ, đừng lo, ảo giác, ảo giác, ảo hết, đừng lo. Và hướng dẫn họ tu tập. Ví dụ như như nãy sư nói, bây giờ cái giờ phút này dẹp hết một bên, cái gì cũng dẹp hết, nương tựa nơi Phật, nương tựa nơi Phật, dẹp hết mấy chuyện khác một bên, thì đối với sư nó là một cách hộ niệm. Chứ còn giờ đó mà kêu mà tụng kinh ea thì sư không ủng hộ. Cái tâm của họ lúc đó họ không sẵn sàng để họ nghe,